Vâng, em xin chào tất cả các bác. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy, chuyên mua bán các loại dòng xe cũ, xe lướt đời cao. Thì ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đó là chiếc Ford Everest. Vâng, một chiếc xe siêu lướt, sản xuất 2019, bản Titanium một cầu biển thành phố và chạy chuẩn 5 vạn. Và giá thì em sẽ tiết lộ ở cuối video. Thì sau đây thì em sẽ tiến sát lại gần, mời các quan sát chiếc Ford Everest bản Titan một cầu này của em. Chiếc xe này của em vừa mới lấy về thôi, chưa làm gì cả. Chất xe cực kỳ mộc và gần như sơn zin cả xe. Và các bác có thể quan sát thấy lốp rất là dày, chạy 5 vạn nhưng mà lốp nó nguyên bản của nó rất là dày. Và xe thì của em thì bao check test hãng thoải mái. Thì các bác nào có nhu cầu thì có thể đánh giá hãng, gara hoặc là nhờ thợ xem tùy thích. Còn cái vấn đề thì em sẽ hỗ trợ hết mình để các bác có thể sở hữu được chiếc xe đẹp này. Vâng, biển của nó là 51H08515. Titanium một cầu màu đen cực kỳ sang trọng luôn. Đây ạ. Em xe em chưa spa gì cả nên là nhìn nó sẽ hơi, phần nội thất của nó sẽ hơi mộc một chút. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì hãy chủ động inbox hoặc là liên hệ số điện thoại em để dưới góc màn hình, thì em sẽ gửi ảnh của nó sau khi đã spa qua. Vâng, đây là phần toàn bộ phần táp ly cửa. Vâng, đây là phần hàng ghế sau của chiếc Ford Everest này. Vâng, Ford Everest bản Titan một cầu thì sẽ không có cửa sổ trời. Vâng, trần nó sẽ trần nỉ. Đây là toàn bộ phần cánh cửa. Đây là phần hàng ghế là khoang lái. Và thường xuyên được bảo dưỡng tại hãng. Phần vô lăng này các bác có thể thấy phần vô lăng rất là đẹp. Hàng ghế lái gần như là cái mặt ghế của những dòng chiếc xe Ford Everest thì đa số là con nào em cũng thấy là có những vết nhăn xuất hiện trên má ghế như này. Nhưng mà cái không sao hết. Và đây toàn bộ cần đi số đã, các bác thấy rất là đẹp. Phanh tay. Đây là phần ghế bên phụ. Rất là tuyệt. Em sẽ đóng lại. Đây là toàn bộ cái hình ảnh chiếc xe Ford Everest sản xuất 2019 bản Titanium một cầu. Vâng, em xin phép được tiết lộ giá, bên em đang chào bán cái sản phẩm này là 1 tỷ 150 triệu đồng. Và em sẽ còn bớt cho bác nào qua xem xe trực tiếp hoặc là liên hệ trực tiếp với em. Sau đây em sẽ kết thúc video đây. Xin chào tất cả các bác. Hẹn các bác ở video sắp tới.